Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi lại có cho anh em một con máy cưa xích Echo Curix CSV33401 em nhé. Đẹp xuất sắc luôn, làm đầu latin nhé, làm zin xích mới luôn nhé. Quá đẹp luôn, con này rất mới luôn nha anh em. Con này thì giá mềm mềm, anh em xài gia đình cực kỳ ok luôn nhé. Rất dễ sử dụng, nòng đứng đời cao. Đó. Tất cả nguyên zin hết từ A đến Z anh em nhé. Hàng lựa về. Con này lam 40 sử dụng 35. Đó, con nòng này nòng 38 ly anh em nhé. Mã số máy đây. 0031 48. Maji Japan, hãng của Echo. Rồi, xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy nha. Con này thì nặng 5 kg, nòng 38 ly. Chuyên xài lam 40 anh em nhé. Đó, con này thì nó cũng là dòng máy nhỏ nhỏ thôi. Nguyên zin hết từ A đến Z, rồi test nổ luôn. Em gắn xích mới và làm đầu latin luôn anh em nhé. Đó thì con này bên em bán với giá là 2.900.000, bao ship tận nhà luôn. Anh em nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05029 nhé. Xin cảm ơn toàn thể anh em.